Đúng như tên gọi, Rực Rỡ Thăng Long, màn trình diễn là câu chuyện rồng thiêng hội tụ nơi kinh kỳ. Rực rỡ và hào hùng, tỏa sáng trên bầu trời Hà Nội nghìn năm văn hiến. Sức gió lúc này là 12 km/h và vào thời điểm gió giật thì lên đến 23 km/h. Tuy nhiên, 2024 chiếc drone đã cất cánh, thắp sáng bầu trời lung linh huyền ảo và mang lại cho khán giả những cảm xúc rất đỗi tự hào. Em thấy cũng rất là mãn nhãn đấy ạ, tại vì cũng bất ngờ ấy, em đang còn chưa biết là mọi người sẽ dùng cái kỹ thuật gì để mà tạo nên những ánh sáng tốt như thế trên bầu trời ấy. Với cả những cái ý nghĩa của những cái hình xuất hiện lên đều là những danh căn thắng cảnh kiểu nổi tiếng của Việt Nam ấy, của Hà Nội mình, em rất là ấn tượng luôn ạ. Âm nhạc được nhạc sĩ Quốc Trung sáng tác riêng, hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực Hồ Tây. Sẽ thúc đẩy để cái lòng yêu nước và gắn với cả những cái hoài niệm, đồng thời là để cho phát triển du lịch của thủ đô và đất nước. Trong năm 2023, một số sự kiện văn hóa du lịch ở Việt Nam đã sử dụng thiết bị bay để tạo hiệu ứng ánh sáng. Thế nhưng, quy mô lớn nhất mới chỉ là 1.700 thiết bị bay. Lần này, với 2024 thiết bị bay là màn trình diễn có số lượng nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á. Khi trình diễn thì drone nó sẽ tạo hình trong một khoảng không gian rất lớn và độ cao tối đa có thể đạt tới từ 300 tới 400 mét. Và có cũng như là bán kính của drone sẽ tạo hình trong khoảng từ 150 tới 200 mét.